Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc luật sư Đặng Đình Mạnh để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam hiện nay đang hoành hành tại Mỹ cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào luật sư. Dạ vâng, kính chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý vị khán giả của đài SBTN tại Washington. Kính thưa anh, được biết rằng khi mà cái quyết định 1334 nó ra đời hoặc là nó được hình thành và nó gửi ra hải ngoại đó thì nó chỉ xôn xao trong một số người, rất ít người quan tâm tới nó. Dạ vâng. Nhưng mà cái quyết định này nó là nhằm mục đích nó tạo ảnh hưởng của một cái thế hệ trẻ hơn, những cái thế hệ mà có con em của chúng ta. Thì cái quyết định này nó nhằm mục đích nó làm như thế nào và để nó thao túng được cái chất xám của người Việt ở hải ngoại vậy ta? À, dạ vâng, phải nói rằng cái quyết định 1334 nó không phải là nó đề cập một vấn đề gì mới. Nó chính là cái sự tiếp nối theo cái nghị quyết 36 mà chế độ Cộng sản Việt Nam họ đã từng ban hành cách đây khoảng 2 thập kỷ. Với một cái văn bản mà nó có cái độ dày đến tới 10 trang giấy thì phải nói đây là một cái, nó liệt kê hầu hết những cái tham vọng của chế độ Cộng sản trong nước đối với lại cộng đồng người Việt. Văn bản tuy nó dài nhưng mà tôi có thể tóm gọn. Nó mang hai cái mục tiêu chính mà chế độ trong nước họ đang nhắm đến. Thứ nhất là họ sẽ chiêu dụ người Việt, cộng đồng người Việt ở hải ngoại mang tiền về về nước. Đó là cái mục tiêu chính yếu nhất. Cái mục tiêu thứ hai mà họ nhắm đến tức là họ sẽ thành lập những cái cộng đồng người Việt thân cộng ở tại hải ngoại, và đồng thời họ cũng sẽ có những cái bước để mà xâm nhập vào những cái tổ chức cộng đồng người Việt có sẵn, với cái mục đích nó rất là rõ ràng thôi, là họ sẽ pha loãng rồi họ sẽ lung lạc để làm sao những cái tổ chức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại á phải là những cái tổ chức mà nó trở nên vô hại đối với lại chính quyền cộng sản ở trong nước. Và khi mà một cái quyết định nó ra đời như vậy đó, từ văn phòng thủ tướng rồi phó thủ tướng, nhưng mà cái vấn đề cái bộ ngoại giao và cái vấn đề an ninh công an của cộng sản, nó đưa cái này ra hải ngoại thì nó có thể dính líu tới vấn đề ngoại giao, dính líu tới vấn đề công an và an ninh của Việt Nam, và gửi những người an ninh ở Việt Nam qua đây để mà đi bảo vệ những người làm ngoại giao của họ. Dạ vâng, điều đó nó hầu như là lẽ đương nhiên, nó là như vậy. Chúng ta thấy là ngay chính trong cái văn bản quyết định 1334 họ liệt kê ra khoảng 10 gần 20 cơ quan ban ngành, và đó là chưa kể đến Ủy ban Nhân dân của 63 tỉnh thành trong cả nước. Gần như là họ huy động toàn bộ những cái hệ thống, những cái cơ quan công quyền để mà tham gia vào cái việc này. Và trong đó thì có hai cái cơ quan mà nó sẽ chủ trì. Thứ nhất là Bộ Ngoại giao và thứ hai là Bộ Công an, là họ sẽ quán xuyến những cái việc như là dạng như thế này. Và sự xuất hiện của Bộ Công an trong đó là chúng ta thấy rằng là họ sẽ đưa nhiều nhân viên an ninh để mà phụ trách cái công việc này. Và khi mà cộng sản họ tạo cho cái người dân ở trong nước thấu hiểu được cái quyết định 1334 cũng là một cái cách để mà họ vận động những người thân, những người quen ở Việt Kiều ở nước ngoài mỗi lần khi về nước, tạo một cái cầu nối mà rất là vô tình có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái vấn đề liên lạc của bên trong bè bạn hay là những cái người mà thân quen như vậy đó. Cái đó có phải là một cái resource rất là quan trọng để mà họ đưa người của chúng ta từ hải ngoại về trong nước không? Dạ vâng, cái đánh giá của anh như vậy là hoàn toàn chính xác. Thật ra thì chúng ta thấy rằng là từ khi chưa có cái nghị quyết 36 mà ngay cả trước đó cho đến những ngày mà chúng ta đang nói chuyện với nhau như thế này thì gần như họ chưa bao giờ từng ngơi nghỉ một cái giây phút nào mà không có những cái hoạt động để mà nhằm đến cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bởi vì biết họ họ ý thức rất rõ cộng đồng người Việt nước ngoài á, tuy là sống ở nước ngoài nhưng mà họ vẫn vẫn nặng lòng với đất nước, họ vẫn hướng về đất nước và họ vẫn tìm cách để mà bảo vệ những cái đồng bào của mình hiện đang phải sống trong cái vòng mà mất tự do, bị đàn áp ở trong nước. Vì vậy cho nên là cho đến nước chưa bao giờ mà họ ngừng cái chuyện mà họ phá hoại những cái tổ chức cộng đồng ở nước ngoài cả.
Và khi mà Cộng sản Việt Nam mà hoạt động ở tại Hoa Kỳ đó, thì qua vấn đề mà ngoại giao của hai bên đó, thì cái quyết định 134 này nó có vi phạm một cái điều gì đó sai trái đối với nguyên tắc ngoại giao giữa hai quốc gia, và cái quyết định mà nâng cấp của Tổng thống Biden đó, đối với lại vấn đề ngoại giao với Việt Nam đó, chính thì nó cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới cái sự thâm nhập của cái quyết định 134 này khi mà Cộng sản Việt Nam thấy có những cái bất lợi. Dạ vâng. Trước hết phải nói rằng là khi mà họ ban hành cái quyết định 1334 á, thì họ phải nói là hết sức là khôn ngoan khi họ đặt tên cho cái văn bản á, với một cái tựa phải nói là nó hiểu rất là hiền. Tôi đọc bằng nguyên văn là đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Rõ ràng đây là một cái, nếu mà chỉ đọc cái tựa không là chúng thấy đấy, đây là một cái văn bản hoàn toàn vô hại. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu cái văn bản và đánh giá là về quá trình mà chính quyền trong nước họ đã từng làm với lại cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thì cho thấy vấn đề nó không đơn giản. Và như là tôi đã vừa trình bày ở phần đầu á, thì chính là cái mục tiêu thứ hai là cái mục tiêu họ sẽ xâm nhập, tìm cách họ xâm nhập vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại để họ lung lạc, để họ lái, để làm sao họ hạn chế những cái hoạt động, những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt, để không trở thành một cái mối nguy hại đối với lại chế độ, hoặc là can thiệp vào những cái công việc ở trong nước. Và vì vậy đó, thì chúng ta thấy là khi họ viết cái văn bản này á, thì họ sử dụng những cái văn thức mà đọc thì chúng ta thấy là hầu như nếu mà đối với những người ngây thơ về chính trị thì không thấy được vấn đề. Ví dụ như họ nói là họ sẽ tham gia một cách, đối với những việc trực tiếp họ làm thì họ chỉ tham gia những cái thành lập những cái cộng đồng người Việt. Và chúng ta phải hiểu đây là những cái cộng đồng thân cộng. Cái thứ hai á, là họ sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, hoặc là những cái chương trình văn nghệ, hoặc là những cái hội hoa xuân, hoặc là vân vân, những cái hoạt động như vậy. Thì thật ra về mặt chính thức mà nói á, những cái sinh hoạt hoặc là những cái hoạt động như vậy nó không có gì bất hợp pháp đối với lại Hoa Kỳ cả. Cho nên là khó mà chúng ta kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ họ có cái biện pháp gì. Và ngay cả nếu trong trường hợp họ chỉ ra tay một cách gián tiếp thông qua những cái cộng đồng người Việt mà họ yểm trợ, và thậm chí những cái người mà đứng đầu những cái cộng đồng mà do cộng sản họ thành lập lên đó, rất có thể sẽ là những cái nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước Mỹ. Thì trong trường hợp mà họ hoạt động như vậy á, thì chúng ta phải nói rằng là những cái hoạt động đó nó cũng vẫn sẽ là hợp pháp. Và nếu nó hợp pháp thì thật ra chúng ta không có cái cơ sở gì để chúng ta ngăn cản họ cả. Đó là một cái điều khó khăn. Nhưng mà chúng ta biết là nếu như là những cái điều đó mà nó có lợi cho những cái điều mà người Việt ở nước ngoài đang tranh đấu, ví dụ như đồng bào trong nước sẽ được hưởng những cái quyền tự do, hoặc họ sẽ được trả lại cái quyền về dân chủ hoặc là nhân quyền được bảo đảm, được tôn trọng, thì có lẽ người nước ngoài, những người Việt ở nước ngoài cũng chẳng có cái ý kiến gì cả, và cũng chẳng có những cái hoạt động gì để mà chống lại cả. Nhưng mà trong khi đồng bào trong nước bị đàn áp thì họ lại hướng những cái việc đó ra nước ngoài, và vô hình chung những cái động tác, những cái động thái đó của họ là họ đàn áp một cách mà chúng ta vẫn thường nghe hay gọi là đàn áp xuyên biên giới. Và điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái bản sắc riêng của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn tại nước ngoài. Và cái yếu tố mà bản sắc văn hóa của mình nó bị thay đổi như vậy, có thể đó là một cái chìa khóa để mà mình đặt cái vấn đề đó với lại chính quyền Hoa Kỳ, hoặc là đưa lên cho họ hiểu rằng là khi mà cái lá cờ truyền thống của mình nó đang bị cộng sản bên kia nó lấn áp, hoặc là những cái nét văn hóa tốt đẹp của người Việt tị nạn nó bị lấn áp, nó có manh nha, nó giống như ở trong nước, thì đó không phải là cái will, có nghĩa là cái điều mong muốn của người Việt ở hải ngoại. Thì nhưng mà cái đối phó cái 1334 này nó cũng tương đối phức tạp, tại vì 1334 nó đánh thẳng vào thành phần giới trẻ. Thì khi mà nó đánh thẳng vào giới trẻ như vậy đó, thì những cái tổng hội sinh viên, những cái sinh viên đi du học có thể là cái target, có nghĩa là cái điểm chính để cho họ tấn công. Thì luật sư Đặng Đình Mạnh có nghĩ rằng ở cộng đồng hải ngoại nên có những cái buổi thuyết trình, hay là có những cái gì đó để mà gặp gỡ giới trẻ, có những cái
điều kiện, tại vì có lẽ là cha mẹ họ cũng ít có sự hiểu biết về 1-3-4 nhiều bằng những người quan tâm. Dạ vâng. Quả thật là những cái vấn đề anh đặt ra nó đều là những cái nan đề khó giải quyết cả, chứ không phải là không hề đơn giản. Chúng ta biết là khi mà chế độ cộng sản trong nước họ ban hành cái quy định 1-3-3-4, nó ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nói là họ có cái thế và cái lực nó hoàn toàn mới rồi. Mà đương nhiên cái đối tượng họ nhắm đến là không chỉ là đối với lại những người Việt mà đã từng có một cái sự hiểu biết về họ, mà cái tuổi mà họ nhắm đến là tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ ít nhiều đi nữa thì họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ của cái lớp cha ông, lớp người trước, lớp người đã từng có rất là nặng lòng với đất nước. Với trẻ thì họ có những cái suy nghĩ đôi khi nó thoáng, nó cởi mở hơn. Bởi vì họ không có những cái trải nghiệm xấu đối với chế độ cộng sản. Dạ. Cái thứ hai về thế về lực của chính quyền trong nước thì giờ phải nói thế này. Rõ ràng là với cái việc mà vừa rồi chính phủ Hoa Kỳ họ nâng cấp cái quan hệ ngoại giao đối với lại chính phủ Việt Nam. Đây là một cái thế, phải nói là một cái tư thế rất là mới cho chính quyền cộng sản ở trong nước. Mặc dù chúng ta thấy ở đây nó có một cái điểm nó khá là cái phi lý. Chế độ cộng sản trong nước nó họ vẫn là một chế độ độc tài. Họ vẫn đàn áp người dân. Và họ gần như là không có chia sẻ gì với Hoa Kỳ những cái giá trị về tự do, về dân chủ, về nhân quyền. Giống như là phía Hoa Kỳ họ vẫn thường cổ vũ cái điều đó. Thế nhưng mà tại sao họ lại sẵn sàng họ nâng cấp quan hệ đối với Việt Nam? Thật ra là chỉ vì một lý do duy nhất thôi. Là vì chế độ cộng sản ở trong nước họ đang là cái thế lực cầm quyền. Và cái lãnh thổ mà họ cầm quyền nó đại có một cái vị thế địa chính trị hết sức là quan trọng đối với Hoa Kỳ trong cái bàn cờ chiến lược thế giới của họ. Thế vì vậy cho nên là họ phải ve vãn và gần như là họ tìm mọi cách để họ lấy lòng chính quyền Việt Nam. Và qua đó thì những cái vấn đề mà đòi hỏi về cải thiện nhân quyền thì chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ coi nhẹ nó, họ sẽ bỏ qua. À, thì đó là cái tư thế mới của chính quyền ở trong nước, cái thuận lợi của họ. Cái thứ hai về lực, mà nói thì họ hầu như là họ có một cái lực lượng nhân sự mới, trẻ hơn, và cái lực lượng này được đào tạo một cách kỹ lưỡng. Họ có những cái kỹ năng tốt, họ được sử dụng những thiết bị thậm chí là nó hiện đại. Cái thứ hai là về cái nguồn lực về tài chính. Chế độ cộng sản trong nước họ được sử dụng cái ngân sách quốc gia để họ làm, có thể họ làm những cái điều mà họ mong muốn. Thì những cái này rõ ràng là những cái điều mà đổi lại về phía các cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ không có được những cái điều này. Chúng ta biết là những người mà ở trong cộng đồng mà quan tâm đến những vấn đề thì ít nhất họ cũng phải ở cái tuổi ngũ tuần, rồi lục tuần, thậm chí là thất tuần, bát tuần trở đi. Đấy là một cái điểm rất là hạn chế. Cái thứ hai á, là những cái tổ chức của cộng đồng người Việt ở nước ngoài nó cũng mang đến cách manh mún. Nó không phải là một cái thế lực đáng kể để mà có thể đối trọng lại với lại chính quyền trong nước. Rồi nhân sự thì như tôi vừa đề cập thì ngày nó một lão hóa đi. Rồi những cái kỹ năng, rồi về những cái phương pháp, cách thức làm thì nó cũng có nhiều cái hạn chế. Thế thì cái được duy nhất là cái ý chí, nhưng mà cái ý chí thì không đủ để mà chống chọi được, để mà đối phó được. Thì đây là những cái tôi cho rằng là những cái điều rất là khó khăn khi mà đặt ra cái vấn đề phải đối phó với quyết định 1-3-3-4. Nhất là lúc mà khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam được một cái ưu đãi là những cái chất bán dẫn sẽ là nơi tập trung những cái nhà máy để mà hình thành những cái kỹ nghệ mà có thể giúp cho thế giới hoàn bị những cái vấn đề mà xe hơi và vấn đề mà technology, những cái kỹ thuật mới ở trong cái thế giới mới này đó. Thì cái quyết định 1-3-4 có lẽ nó cũng ảnh hưởng nhiều tới vấn đề mà kéo những cái nhân tài, không chỉ người Việt Nam không mà người Hoa Kỳ cũng đến Việt Nam để mà đưa Việt Nam vào một cái dạng thái kinh tế đổi mới. Và đó có thể là 1-3-3-4 có thể là một cái quyết định về chiến lược. Dạ vâng. Đây là phải nói là một cái sách lược. Một cái sách lược nó mang ý nghĩa toàn cầu.
chứ không hẳn họ không nhắm hẳn là họ chỉ nhắm vào khu vực Bắc Mỹ gồm có nước Mỹ và Canada không đâu. Họ nhắm vào cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Chúng ta hiểu là điều đó bao hàm cả cái khu vực châu Âu, các quốc gia tại châu Âu hoặc là Úc Châu chẳng hạn. Đây đều là những cái nơi mà có đông người Việt sinh sống, họ đều nhắm tới cả. Trong đó là họ nhắm tới không chỉ là, trước tiên phải xác định họ nhắm tới cái điều đầu tiên là tài lực của cộng đồng người Việt. Còn về trí lực mà nói á, thì thật ra người cộng đồng người Việt họ có một cái nguồn khác, một cái nguồn lực là bên cạnh tài chính nó còn có nguồn lực về cái sự hiểu biết, cái kỹ năng, rồi được đào tạo tốt, rồi có những cái mối quan hệ, những mối quan hệ mang tính cách quốc tế toàn cầu. Thế thì thật ra về phía chính quyền trong nước á, họ chỉ nhắm tới là họ chỉ nhắm về cái nguồn tiền, nguồn tài chính, tài lực là chính thôi. Còn cái nguồn trí lực thì họ mong muốn là khi mà mang những điều đó về trong nước là để chuyển giao cho họ để họ làm. Chứ họ không muốn là giới Việt Kiều khi mà về nước sẽ trực tiếp làm những điều đó. Tại mỗi khi mà họ làm những điều đó có nghĩa là họ phải chia sẻ quyền lực. Thế là điều mà chính quyền cộng sản không bao giờ làm điều đó cả đâu. Yeah. Và cái vấn đề nền kinh tế thị trường nó có ảnh hưởng ít nhiều về cái quyết định 134 khi mà người Việt ở hải ngoại về nước làm việc? Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó cũng là một những cái lý do mà chế độ cộng sản trong nước họ cứ thiết tha muốn Hoa Kỳ công nhận họ là có một nền kinh tế thị trường. Nhưng mà thật ra thì cái điểm vấn đề này, thứ nhất là bên phía Hoa Kỳ họ đã từ chối cái điều đó rồi. Nó cũng không hẳn là vì những cái lý do chính trị, mà tôi cho rằng là nó thuần túy là những cái lý do về kỹ thuật thôi. Thứ nhất là cái nền kinh tế thị trường nó là một cái nền kinh tế chúng ta hiểu là nó không có sự tham gia hoặc là giới hạn cái sự tham gia của chính quyền vào nền kinh tế đó. Nhưng mà ở Việt Nam thực sự không phải như vậy. Họ can dự rất là sâu vào những cái việc điều hành, quản lý cái nền kinh tế. Cái thứ hai là phải nói là khi họ lập nên là những cái cương lĩnh, thì trong đó họ cũng đã đặc biệt nhấn mạnh là quốc doanh là chủ đạo. Mà quốc doanh chúng ta biết là nó thuộc về chính quyền, thuộc về nhà nước. Cái thứ ba thì trong hiến pháp thì họ xác định là họ không có xây dựng một nền kinh tế thị trường, mà họ xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc là chúng ta sẽ không rõ được cái định hướng xã hội chủ nghĩa là gì, nhưng mà rõ ràng là không phải là một nền kinh tế thị trường thuần túy. Thế thì dựa trên những cái cơ sở đó thì mà lại đòi Hoa Kỳ chấp nhận họ có một nền kinh tế thị trường, tức là chấp nhận Hoa Kỳ đòi hỏi ở họ, chấp nhận ở họ một điều mà họ không hề có, mà họ cũng không hề xây dựng cái điều đó. Đó là điều phi lý. Và cái chiêu bài hòa giải, hòa hợp dân tộc và cái quyết định 134 này nó có liên quan với nhau không? Thật ra nó chỉ liên quan với nhau về lý thuyết mà thôi. Chúng ta thấy thật ra là chính quyền trong nước họ thường xuyên, rất thường xuyên họ kêu gọi vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc. Thế mà xem về cái cách hành xử của họ thì thấy có vẻ giống như là không phải. Chúng ta có nhiều ví dụ về những cái trường hợp đó. Ví dụ như ngày 30 tháng 4 năm 1975 chẳng hạn, là cái thời điểm mà họ chiến thắng, họ thống nhất được đất nước, mà người Việt quốc gia là phải bỏ nước mà ra đi. Thì vào những cái dịp kỷ niệm như vậy thì họ ăn mừng rất là lớn, họ tổ chức những cái buổi thí dụ như là đua xe trong cả nước chẳng hạn, hoặc là mừng rồi meeting. Thế thì rõ ràng cái chuyện mà họ ăn mừng chiến thắng của họ nó không phải là một cái cách để mà hòa giải, hòa hợp. Hoặc là ngay cả vấn đề chúng ta đang trao đổi đây, vấn đề về quyết định 1334. Họ tìm cách họ xâm nhập vào cộng đồng người Việt. Thì nó cũng không phải là một cách để hòa giải. Họ xâm nhập nếu như là để xây dựng một cái cộng đồng hướng về đất nước, giúp họ xây dựng đất nước. Và bản thân trong nước họ cũng phải làm điều đó cả. Thì như vậy nó mới là một cái tiếng nói nhất quán được với nhau. Rồi chưa kể trong nước chúng ta thấy hiện nay nó đang có cái tình trạng là họ đàn áp đối với những cái cá nhân người dân nào đó mà lỡ có hình ảnh chụp với cờ vàng thì họ cũng đã lên cách họ đàn áp rồi. Thế thì tất cả những cái hành xử như vậy cho thấy rằng cái ý niệm về hòa hợp, hòa giải dân tộc là những cái ý niệm nó là lời nói thôi, nó không phải là thực tâm của chế độ cộng sản. Và khi mà chúng ta nói cái sự nguy hiểm như vậy đó của quyết định 134 thì hiện nay
theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì có một cái giải pháp nào để hóa giải cái 134 hay không? Nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ. Thật nhiên chúng ta phải nói thế này. Khi mà chính quyền cộng sản họ đặt ra, họ ban hành quyết định 1334, đây là một quyết định nó mang tính cách toàn cầu, nó nhắm vào tất cả những cái cộng đồng người Việt ở những quốc gia mà có người Việt sinh sống, chứ không chỉ riêng Hoa Kỳ. Thế thì lẽ ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng nên có một cái sách lược nó mang tính cách toàn cầu như vậy, nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa làm được điều đó. Thế thì trong phạm vi nhỏ hẹp và có giới hạn, thì tôi chỉ có hiện nay tôi đang tham khảo thêm ý kiến của nhiều luật sư hành nghề tại Hoa Kỳ. Trong đó tôi đang hướng tới một cái ý niệm, tức là chúng ta coi rằng là cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn tại Hoa Kỳ, họ có một cái bản sắc văn hóa riêng. Ví dụ như họ có một cái lá cờ riêng, nó mang giá trị di sản, nó không có một cái giá trị về tinh thần. Thế nếu như tất cả những cái điều này bị đe dọa, bị đàn áp, thì có nghĩa là một sắc dân trong nhiều sắc dân của Hoa Kỳ để lập nên một cái hiệp Trung Quốc nó bị đe dọa, thì cái điều này bó buộc chính phủ Hoa Kỳ họ phải ra tay để họ can thiệp, để họ bảo vệ cái nét đặc trưng, cái bản sắc riêng văn hóa của sắc dân người Việt. Tôi nghĩ đây cũng thể là một cái phương hướng để mà chúng ta đưa chính phủ Hoa Kỳ họ vào cuộc, chứ không thể họ bàng quan trước cái sự việc mà chế độ cộng sản họ xâm nhập vào cộng đồng. Kính thưa quý vị, vì lý do thời lượng nên chương trình của chúng tôi đến đây phải tạm ngưng, và hy vọng trong tương lai nếu mà chúng tôi có những cái tin tức gì cập nhật về quyết định 134 của cộng đồng hoặc là của những nhân sĩ quan tâm tới cái quyết định này, thì chúng tôi sẽ có những buổi mà tham luận hoặc là những buổi phỏng vấn đặc biệt để mà tìm hiểu, nhằm gửi đến cho quý phụ huynh hiểu được cái nguy hiểm của quyết định 134 như thế nào và cách đối phó ra sao. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi quý vị và cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Dạ vâng, tạm biệt nhé. Dạ, xin tạm biệt.